Xin chào các bạn, hôm nay mình ra vườn để trồng cây hoa hồng. Đây là cây hoa hồng David Austin mà mình đã phải đặt từ Anh về. Đây là một giống hồng rất là quý cho nên mình mới phải đặt từ Anh về. Và mình đã phải đặt từ tháng 9 năm ngoái và sau 9 tháng thì họ mới chuyển cho mình. Chứ còn là nếu mà đặt sát ngày quá là cũng không có mua được đâu các bạn. Hồng đã về từ chiều hôm qua nhưng mà mình bận đi làm cho nên là hôm nay trước khi đi làm phải ra trồng, bởi vì là như các bạn thấy đấy, cành hồng của mình nó chỉ có gốc và rễ thôi, bởi vì họ chuyển từ rất xa cho nên không thể nào họ chuyển cả bầu đất cho mình được, cho nên là mình phải vội vàng trồng sáng sớm hôm nay trước khi đi làm. Và xin chia sẻ chi tiết với các bạn cách trồng cây hồng của mình. Cái giống càng quý thì mình càng phải trồng cẩn thận để cho nó khỏi chết, phải mất cái công mà đặt hàng trước cả 9 tháng ấy nha các bạn. Cái cây hồng giống này họ mặc dù nó chỉ có gốc và rễ thôi nhưng các bạn thấy là nó rất là khỏe. Nó đã có rất là nhiều mầm ở trên đó. Cái thân, cái gốc, cái rễ nó cũng tương đối là khỏe. Đối với mình thì mình rất hài lòng với cái cây hồng này. Tên của cây hồng các bạn có thể nhìn trong cái tag của nó, Ostasia V. Để trồng cây hồng này thì mình cần có những cái bao đất như sau. Mình đầu tiên là mình có compost magan hay là xi magan, tức là đất compost làm từ những cái chất rác thải từ biển, ví dụ như là vỏ tôm vân vân. Cái này rất là tốt cho hoa hồng bởi vì nó có vỏ tôm ấy các bạn. Trong vỏ tôm nó có rất nhiều canxi, rất là cần thiết cho hoa hồng. Cho nếu bạn các bạn mua được cái đất này thì là rất là tốt. Còn nếu các bạn không mua được đất này, các bạn có thể thay bằng cái đất compost khác, ví dụ phân bò, phân cừu hoặc là phân gà đều được hết nha các bạn. Ngoài ra thì mình có chuẩn bị ở đây một bao đất potting mix. Đấy các bạn nhìn. Đấy, nó là loại đất chuyên để trồng cho cây ở trong chậu và có rất là nhiều dinh dưỡng. Mình rất là thích cái loại đất này. Mặc dù nó hơi đắt một xíu nhưng mà cực kỳ là hiệu quả khi để trồng cây, ươm cây vân vân, rất là tốt. Cho nên là khi trồng hoa hồng mình có trộn một cái bao đất này vào thêm. Ngoài ra thì mình có một cái hộp phân, đây là bone meal hay còn gọi là osmuli, tức là xương động vật mà họ đã xay nhỏ các bạn, các loại xương động vật. Thì trong cái này nó có rất nhiều canxi, phốt pho, cũng rất là tốt cho hoa hồng nói chung. Thế các bạn thấy nhìn trên hình ảnh là họ cũng có cây hoa hồng. Đấy. Ngoài ra thì mình có một cái hộp phân. Cái hộp này chính ra nó là một cái loại men, loại để cho nó kích thích cho dễ phát triển đấy các bạn, cho các loại cây hoa. Đấy. Thì mình rất là thích cái này bởi vì là cái cây mới trồng ấy thì nó chỉ có cái gốc với rễ này, thì cái việc để cho kích thích để dễ phát triển, mọc thêm rễ mới là cực kỳ là quan trọng ấy các bạn. Đấy. Thế thì lưu ý với các bạn là nếu các bạn mua được cái này thì cũng rất là tốt cho trồng cây. Đấy. Bây giờ thì xin chia sẻ chi tiết với các bạn cách trộn đất để trồng cây của mình nha. Đầu tiên mình cho cái đất compost đi xuống. Tiếp theo là đến bao potting mix này, cũng là một loại đất khác rất là tốt. Sau đó mình cho cái xương động vật này vào, mình trộn thêm. Cần hai nắm thôi các bạn, không cần quá nhiều đâu. Còn cái này thì khi trồng mình đặt cái cây xuống, đặt rễ xuống mình mới rắc để cho nó trực tiếp sát vào cái rễ cũ của nó. Đều hai cái loại đất lên với nhau. Bây giờ xin chia sẻ tiếp sang cái hố trồng cây. Thì cái gốc cây hồng này là mình sẽ trồng sát vào cái bờ tường nhà mình, ở cái lối đi vào cái khu vườn đằng sau nhà mình. Thì ông xã nhà mình đã đào cho mình cái hố, nó khá là sâu, với kích thước khoảng là chiều ngang cỡ khoảng là 55 cm.
còn chiều sâu cỡ khoảng 40 cm đây các bạn. Đấy, chiều ngang chiều rộng cỡ khoảng 55 cm và chiều sâu cỡ khoảng 40 cm. Bây giờ mình sẽ cho đất và đặt cây xuống, các bạn theo dõi tiếp nhé. Đầu tiên mình sẽ cho một lớp đất vừa mới trộn xong xuống dưới đáy. Cho xuống dưới đáy hố này, sau đó mình san phẳng ra. Rồi tiếp đến mình cho cái cây là ướm thử xem là cái lớp đất dày đến đâu là vừa. Thì mình nghĩ là như thế này là mình bắt đầu chôn đất vào được rồi. Cho thêm chút đất nữa. Cho thêm một ít đất vào chỗ này để cho nó cái cây nó được cân đối ạ. Cho mình đặt cái cây này xuống. Thì mình nghĩ là như thế này là mình bắt đầu chôn đất vào được rồi. Cho thêm chút đất nữa. Cây hoa hồng ấy nó cần rất là nhiều nắng, cho nên là các bạn xin lưu ý với các bạn về cái việc là chọn chỗ trồng sao để cho nó có nhiều nắng thì nó mới ra nhiều hoa nha các bạn. Đấy, sau khi mình đã đặt cái cây nó được cân đối rồi thì mình bắt đầu mình cho đất vào. Bây giờ mình cho đất vào xung quanh trước này. Tiếp theo cho các men sinh học này vào để kích thích cho rễ phát triển nha các bạn. Đấy. Không cần nhiều đâu các bạn, nắm thôi, cho xung quanh, rắc trực tiếp lên cái phần rễ này. Đấy. Để mình cho một lớp đất vào. Sau đó mình lại cho thêm một ít nữa cho cái phần đất phía trên. Mình đã cho toàn bộ chỗ đất mình trộn nhưng mà hơi thiếu, bây giờ mình sẽ trộn thêm một ít nữa để cho lên trên. Và bây giờ là phải cho tay ấn chặt cái đất này nó xuống nha các bạn. Vì đất nó rất là xốp, chuẩn ấn chặt xuống để nó giữ chắc cái rễ các bạn. Đây các bạn thấy là mình đã trồng xong và cái đất của mình nó vẫn trồng thấp hơn cái miệng của cái hố này cỡ khoảng 5-7 cm và như thế là vừa nha các bạn. Vì mỗi một năm mình sẽ bổ sung thêm đất cho nó một lần, bổ sung thêm đất giàu dinh dưỡng cho nó một lần. Và bây giờ để giữ ẩm cho cái hồng này thì mình sẽ cho cái mulch hay còn gọi là cái gỗ vụn mà họ đã xay sẵn ấy. Mục đích của nó là để giữ ẩm và cũng như là chống cỏ dại mọc với các bạn. Mình thì cũng không trồng quá nhiều hồng đâu, nhà mình cũng chỉ có khoảng chục cây thôi. Mình trồng rất là nhiều rau, tuy nhiên là muốn mà hồng có hoa đẹp thì đầu tiên phải có giống tốt. Giống thì chọn lựa chọn kỹ. Sau đó là phải lựa chọn cái chỗ trồng hồng cho nó đúng như giàu ánh sáng. Thứ ba nữa là cây hồng nó đủ dinh dưỡng nha các bạn. Đủ
mùa xứ lạnh cho nên là hoa hồng cũng rất là đẹp. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái việc trồng cái cây hoa hồng của mình. Mình quay gần hơn cái hố trồng hoa hồng của mình để các bạn quan sát. Đấy, nó rất nhiều mầm đã mọc đây rồi, thích không? Đấy, ở gốc hồng như thế này theo mình là rất là khỏe rồi. Thì chắc chắn là nó sẽ sống. Và quan trọng là mình trồng cẩn thận thì nó mới sống được qua cái mùa đông ở xứ lạnh. Cái mùa đông đầu tiên này là quan trọng nhất đấy các bạn. Hy vọng nó sẽ cho mình một cái bụi hồng như ý ở ngay cái cổng vào vườn ở phía sau của mình. Mình còn hai cây nữa và bây giờ mình sẽ tiếp tục đi trồng. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video của mình nha. Xin chào và tạm biệt các bạn.